Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai bộ mẹ con cái xin luôn các bạn. Hai bộ mẹ con cái xin. Đây đứng trước mặt bạn bộ mấy cái xin đầu tiên nè các bạn. Đó. Mẹ chân móng được hoàn thiện hết các bạn, móng sò nha các bạn. Không lăn giá nha. Còn rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Còn mẹ dẫn cái xin lứa đầu tiên luôn các bạn. Mẹ dẫn cái xin lứa đầu tiên luôn. Đó, mẹ cao 1m22 bò. À, dẫn cái xin cao 1m bò các bạn. Mẹ dẫn cái xin là lứa đầu tiên. À, mẹ bơm ba bơi được 27 ngày luôn nha các bạn. Mẹ bơm ba bơi được 27 ngày luôn. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Hai mẹ con đỏ ao các bạn ơi, không lan giá chỗ nào hết các bạn. À, còn rúng chiền nè các bạn thấy không, chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. À, không lan giá nha. Còn chân móng đồ hoàn thiện, móng sò hẳn băng các bạn. Móng sò hẳn băng à, sái tích nè, sái lưng nè. Sái mặt đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Mẹ sái lưng sái mặt đồ nghiêm chỉnh luôn các bạn. Mẹ cao 1m22 bò. Đó, dẫn cái xin cao 1m bò. Đó, bà mẹ bơm bò bê được 27 ngày các bạn, 27 ngày. Còn đây là bộ mẹ con cái xin luôn các bạn. Bộ mẹ con này đúng gốc 51 luôn các bạn. À, bò mẹ này chữa xin 4 tháng rưỡi các bạn. Chữa bò xin 4 tháng rưỡi. Bao chữa bao khám. Đó, chữa bò xin là lứa thứ 3 nha các bạn. Dẫn cái xin nè. Đó, cái xin đỏ ao các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Đó, cái xin cao 1m1 bò. Mẹ cao 1m28 bò. Đó, mẹ dẫn cái xin là lứa nhì. Bà chữa là 4 tháng rưỡi là lứa thứ 3 nha các bạn. Chữa 4 tháng rưỡi bò xin. Bao chữa bao khám nha các bạn. Giá 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Hai mẹ con này cũng đỏ ao các bạn ơi, không lan giá chỗ nào hết. Mẹ chữa 4 tháng rưỡi các bạn, chữa bò xin 4 tháng rưỡi, rúng chiền. Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Này chân móng sò nè. Đó, chân trước chân sau móng sò, đông đua 100 luôn các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh, mẹ cao 1m28 bò. Đó, rúng chiền bốn vú đều, lông đuôi một chùm, chân móng sò, mẹ cao 1m28 bò. Còn cái xin thì cao 1m1 các bạn, 1m1, rúng yếm nghiêm chỉnh, không lăn giá luôn các bạn. Con cũng chân móng hoàn thiện luôn các bạn. À, mẹ chữa 4 tháng rưỡi xin. À, các bạn không? À, chân móng này, hoàn thiện hết các bạn. Chân móng nó hoàn thiện hết. Đó, đỏ cực kỳ đỏ luôn các bạn không? Chân móng hoàn thiện hết. Con cũng như vậy luôn các bạn, cũng đỏ luôn các bạn. Chân móng nó hoàn thiện hết, sái tích nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, bò cái con các bạn không? Cao 1m1 bò, sái tích nghiêm chỉnh luôn. Rúng dài nè, yếm dài cui các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Cao 1m1 bò. Đó, mẹ dẫn cái xin là lứa nhì nha các bạn. Mẹ dẫn cái xin là lứa nhì nha. Mẹ chữa 4 tháng rưỡi là lứa 3. Bao chữa bao khám. Đó, bà mẹ này đúng gốc 51 luôn các bạn. Đúng gốc 51 luôn. Đó, bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn. 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, mẹ ăn bò Hà Đông nha các bạn. Ăn uống rất là giỏi, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Đó, cái xin con cái đòn cực kỳ dài luôn các bạn không? Yếm như vậy cui, sải tích nghiêm chỉnh, chân móng sò. Đó, còn bộ mẹ con này các bạn, đỏ ao. Sải tích nghiêm chỉnh. Cái xin này cao 1m1 bò các bạn, 1m bò, mẹ cao 1m22. À, mẹ dẫn cái xin lứa đầu tiên. Mẹ bơm ba bê được 27 ngày. À, giá 34 triệu bò mẹ con này các bạn. 34 triệu sái lưng nè. Sái mặt nè, nghiêm chỉnh nè các bạn. Mẹ cũng như vậy luôn các bạn. Mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 34 triệu bò mẹ con này các bạn. 34 triệu. À, bò mẹ cái yếm về cui các bạn không. Hai mẹ con này hai cái yếm đi về cui hết các bạn. Rúng dài, chân móng sò. Giá 34 triệu các bạn, 34 triệu.
Nói chung là hai bộ mẹ con này đều quyền bò hết các bạn. Đó, hai bộ mẹ con này đều quyền bò hết. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Comment dưới màn hình video. Đó, mẹ thấy cái rúng thấy tê người các bạn. Rúng cực kỳ dài luôn. Yếm như vậy cui. Mẹ bên đây cũng vậy các bạn, yếm như vậy cui. Rúng nè, đòn dài nè. Mẹ này thì chữa 4 tháng rưỡi bò xin các bạn. Chữa 4 tháng rưỡi bò xin đúng gốc 51 luôn các bạn. Dẫn cái xin cao 1m1 bò. Đó, bà mẹ chữa lứa thứ 3 các bạn. Và dẫn cái xin là lứa nhì. Giá là 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Lông đuôi thì một chùm này các bạn thấy không? Hơi sình chút xíu nha các bạn, nhưng mà mình quan sát kỹ là điều mà móng sò hết nha các bạn. Nên cứ yên tâm nha. Hoàn thiện hết, chân móng sò thẳng băng hết các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây cho các bạn. Và xin được báo giá là bộ mẹ con cái xin trước mặt bạn chủ báo giá là 40 triệu các bạn. 40 triệu, bà mẹ chữa 4 tháng rưỡi bò xin. Mẹ cao 1m28 bò, dẫn cái xin cao 1m1. Giá 40 triệu, còn bộ mẹ con này thì mẹ cao 1m22, dẫn cái xin cao 1m, giá 34 triệu. Mẹ bơm 3B được 27 ngày các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.